Chào mọi người đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay các hàng mình vừa về thêm mấy dòng xịt chuột Thái Lan nha anh em. Đây là cái dòng Red Up nha, rất là nổi tiếng tại Thái Lan luôn, thị trường nội địa. Cái dòng này sản xuất tại Thái Lan nha. Anh em lưu ý những cái dòng Red Up này có những cái dòng sản xuất ở Trung Quốc nha anh em. Thì cái dòng này nè, mấy Thái Lan nè. Nha, cái dòng này bên mình có là 450 ml nha, 450 ml. Giá là 85.000 một chai. Và một cái dòng nữa là lớn hơn nè anh em. Dòng này nó lên tới bao nhiêu ml đây, nên chọn sẽ 750 ml luôn, 125.000. Đó. Nha, đều là made in Thái Lan hết luôn. Đây nè. Thì cái sản phẩm này nó rất là an toàn luôn anh em. Nó được chiết xuất từ nhà cung cấp như cho mình á, chiết xuất được làm từ cái loại thảo mộc thiên nhiên như bạc hà nè, cúc vàng thọ, tùng thơm, hương thảo, nên an toàn cho vật nuôi trẻ nhỏ nha anh em ạ. Rồi thì nó sẽ ngoài diệt chuột nó cũng có dán kiến nữa anh em ha, xịt cũng ngon nha. Thì cái mùi rất là dễ chịu luôn, cực kỳ dễ chịu, nó không có hôi mà như cái dòng mà như bên ngoài đâu anh em. Không có hôi. Bán cực kỳ chạy luôn. Và có những khách hàng họ mua trước hai chai. Thôi gì họ test ha. Xong ok mua thêm thùng. Bây giờ hàng này cháy hàng hoài, không có hàng để bán luôn anh em. Như vậy những anh em nào mà mình cần trải nghiệm thử dòng này, ok cứ mua về thử đi anh em ha. Tại vì bên mình bán nhiều khách hàng họ mua cũng vài chai thôi à, thôi về nó trải nghiệm thử, ok tôi mua thêm rồi mình bán cho cái công ty điện lực để họ thử xịt chuột nó nè. Điện lực mua lần là mấy thùng á, ba mấy chai phải, một thùng nó chỉ có mười mấy chai thôi, 12 chai thôi, một thùng nhỏ nè có mười mấy chai thôi nha. Đó thì cái dòng này phải bán nó cực kỳ ngon luôn. Ngoài ra nó có cái dòng mà 300 ml nó bán hơi chậm, thì nó là có 60 mấy ngàn thôi anh em nha, 68.000 cho dòng 300 ml nha. Anh em lưu ý cái dòng này mình là hàng nội địa của Thái Lan nha, sản xuất tại Thái Lan luôn. Đây, mấy Thái Lan luôn ha. Đó, Thái Lan luôn. Đó. Rồi, thì đây là cái hàng mình mới về, thì anh em đang có nhu cầu thì có thể liên hệ số điện thoại bên dưới để mua hàng. Giá này giá tại cửa hàng chưa bao gồm ship nha. Nhắn lại cho anh em là cái chai 750 ml nè, giá là 125.000. Chai 450 ml này nè thì giá là 85.000 một chai. Thì hàng mới vừa về. Nha, hàng mới vừa về luôn. Thì anh em đang có mấy nay đang hết hàng thì chạy qua cửa hàng mình lấy. Ok nha anh em. Rồi, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.